Chào anh em, hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 18, 18, 19 kèn câu với mọi người. Thì tất cả những hàng này là hàng carbon, cần tay, cần ISO hạ tay. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng ở phần clip đó, thì anh em cứ gửi vào cho shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất thì cái thứ nhất là một cây ISO hạ tay. Thì cây này chất liệu là liệu carbon. Đó. Nói chung thì cây này có xuất sắc nè. Đó. Những cây carbon ISO carbon hạ tay thế này, một là bị gãy đọt, hai là bị mắc phen nên shop hạ tay nha mọi người. Đây thì shop hạ tay thì nó đây có nút chụp đầu cần nè, đó, tiện nút chụp đầu cần luôn nha. Nè, đi chỉ đầu lóng nè. Đó. Rồi. Những ISO hạ tay anh em khác hạ thì nó sẽ lòi cái đầu ra. Đầu cái đầu gà tí nó không có thẩm mỹ, cái này có nút chụp đầu cần tiện luôn cho anh em cái góc đó trọng nó, thấy không? Nhìn giống cái gàng tay luôn chứ không phải là nó lòi cái đầu ra, nó rất là khó vận chuyển. Thì cái này nó nặng là 250g, đọt 2 ly, thu gọn là 114cm. Thì cái này nó dài là 1m, này 5m15 nha anh em, dài 5m15. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 3H-4H nó. Dạ 5m15, đọt cứng ra tầm khoảng 3H-4H. Thì đây, đọt đó là đọt carbon nè, đó. Phôi carbon nha anh em. Đây, nói chung thì càng có xuất sắc tí tí mà được cái những cây carbon nè, phôi nó rất là dày. Đó, phôi là dày. Độ nảy cao, đó, câu rất là ok. Đó. Đây, đây, càng có xuất sắc nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai cây số 1, giá của nó là 600 anh em, 600 cộng ship. Thì đa phần những lô này thì sẽ lên giá 600 thôi, 600, 700. Rồi đầu đó cầm giá đó. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên cho mọi người một cây Green Cross. Thì cây này vẫn là một cây ISO hạ tay. Cây này dài 4m5, đọt là 1.7 ly. Thì nặng là 210g, độ cứng cái này ra tầm khoảng 3H, 4H. Đây, đọc ra đây. Thì cây này được cái nó mới nha mọi người. Cây điện được mới. Đúng rồi, đó, cây này được cái nó mới. Thì đây, đọc đây. Đọc vẫn là đọc carbon nha mọi người. Đây. Sẵn này. Đó. Thì lấy khúc góc cho anh em xem. Đây, cái độ đó trọng hết cho mừng cho mọi người luôn nè. Đó. Chung thì bán giá này thì cũng rất là ok rồi. Về anh em có thể câu gô, câu chép, câu khuya thoải mái nha. Đây. Càng thì vẫn có xuất sắc này, không tránh khỏi. Đó, nhưng mà phôi được là gốc phôi carbon. Rồi, giá công khai cây số 2, giá cũng là 700, 600 nha anh em, 600 cây số 2. Theo cây số 3 thì cây số 3 này đổ về thì nó sẽ cái này mắc cái nấp đầu chụp đầu, nhưng mà để kiếm cái nấp khác thay thế cho mọi người nha. Đây phôi là phôi carbon, phôi hai da nè, dạng carbon sẵn caro. Thì cây này là cây Daiwa nha nè, cây này dạng Daiwa, ngoại hình còn tương đối ok. Đó, phôi đây, phôi carbon sẵn đây. Đó. Thì cái này dài là 5m36, độ cứng ra tầm khoảng 2H53H. Thì nặng là 240g, đọt bọc ly tư, thu gọn là 104cm. Đây, ISO hạ tay, độ đo trọng, góc chụp, keo chỉ chụp đầu cần đây, đó. Đi chỉ là đi theo kiểu luôn nha mọi người, chứ không phải là đi chỉ một màu thôi. Đó. Đây, tiện cái đo trọng cho anh em luôn, đó. Thì cái này ngoại hình cũng còn rất là ok. Đó. Được cái phôi là phôi Daiwa nên nó sẵn nè. Đó. Dùng cặp bọt sẵn. Rất đẹp nha anh em. Đây, có xước sát cái này tí nè, đó, không ảnh hưởng gì hết nha. Rồi, cây số 3 giá là 700. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người một cây cần cũng là ISO hạ tay. Đó, có nút chụp đầu cần. Góc đứt đo trọng thì cái này nặng là 270g, đọt của nó là 1 ly 2,
độ cứng ra tập khoảng 3H5 đến 3H3H5, dài là 5m1 nha anh em, dài 5m1, thu gọn là 102cm. Ngoại hình thì vẫn có xuất sắc VT nè, đó. Về anh em có thể câu vô tư luôn, đó, mấy cây này câu thì không sợ bị chạy, vì nó đã chạy sẵn rồi. Đọc nó đây, đọc carbon nha mọi người, đọc carbon. Thôi carbon luôn. Anh em cần thì báo shop chụp hình cận cảnh rồi nha. Đó. Thôi carbon nè. Góc này có xuất sắc. Rồi. Giá con hai cây số 4 giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người một cây cần quản lý sâu hạ tay. Đó. Nút chụp đầu cần. Góc đó chậm. Thì cái này dài là 3m85, nặng là 245g, đọt là 2 ly mốc, độ cứng ra tầm khoảng 4H 5H. Đó, cái này dạng đến bầu lực cầu phi, giá công khai cây số 5, giá cũng là 600. Đó, coi chất lượng vẫn là chất lượng cặp, chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha mọi người. Đó, coi vẫn là coi carbon. Đó, sẵn gân gốc nè. Đó, 600k được một cây carbon về, đánh bạo lực thì khỏi còn gì bằng. Đó. Đó. Đi chỉ đầu lắm. Rồi, giá cây số số 5, cây số 6 giá là 600 nha, cây số 5 giá là 600 nhé. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người cũng là một cây ISO hạ tay. Đó. Thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly 7, dài là 5m3. Thì cái này độ cứng, để xem độ cứng cái này bao nhiêu. Cái này độ cứng nó rơi tầm khoảng 3H nha nè, 3H 4H, đọt ra đọt carbon nè. Đó, sẵn găng gút nha. Đây, chúng 3H 4H đó mọi người. Đó, phôi trong đây, phôi vẫn là phôi carbon. Cái này đẹp rồi, khỏi bài. Đó, cái này ngoại hình đẹp. Đó, đây nè, đẹp nhá. Thì anh em cứ cần báo em chụp bằng cận cảnh này nha mọi người. Đó, rồi giá công khai cây số 6 giá là 600 nhá. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên của người vẫn là cây ISO hạ tay. Đó, cái này của China sản xuất nè. Cái này đọt số 3 và 5m4. Thì cái này hạ tay thì nó còn là 5m3. 5m3, đọt 1 ly 7, nặng là 310g. Độ cứng cái này chắc gơ tầm khoảng 4H 5H quá. Đọt ly 7, đọt khá là to. Độ cứng tầm khoảng 3H nha nè, 3H 4H. Đúng rồi, đọt đây. Đọt cộng vào sẵn nha. Tất cả lông cái này đều rất là đẹp nha anh em. Đó, có lông gần gốc nè, nó xước xéo một tí thôi, tất cả phần còn lại ok hết nha mọi người. Đây, lông này xước xác tí nè. Đó, thì cần xước xác báo anh em xước xác. Rồi, giá công khai cây số 7 giá là 600k nha mọi người, 600k cây số 7. Đó, giá cực kỳ yêu thương luôn. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của Green Cross. Thì cái này dài là 4m25, nặng là 225g, đọt 1 ly 6. Thì cái này đọt cứng ra tầm khoảng 3H cỡ nha anh em, giờ tầm khoảng 3H cỡ. ISO đầu chụp đầu cần của anh con. Đó, đọt carbon sẵn đây mọi người. Đọt carbon sẵn nhé. Đọt carbon sẵn.
này thì nó có xuất sắc tí nè, nó chốc dạng chốc lớp sơn bóng đó thôi, không ảnh hưởng gì thôi. Tất cả ok hết. Về câu go câu câu phi hết bài, câu chép. Rồi, giá công khai cây số 8 giá là 600 nha mọi người. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 lên cho mọi người một cây cần ISO hạ tay. Đó, thì cái này có xuất sắc rồi. Xuất sắc. Ngọn ở đây. Đó. Thì cần này có xuất sắc li ti nha anh em. Đó. Xuất sắc nha, xuất sắc. Cái xuất sắc thì giá sẽ rất là bèo. Đây, xuất sắc nha. Cái này nó xuất sắc lớp sân bóng thôi nha mọi người. Đó, phôi ok, không lỡ lầm nhé. Anh em không quan trọng ngoại hình thì dứt mấy cái này về, câu vô tư luôn. Thì cái này dài 5m2, nặng là 160g, độc 1 ly 1. Độ cứng ra tầm khoảng 2H, hạt cưỡng. Giá công khai cái này, giá là 300 thôi nha nè, 300 cộng ship cái số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 lên cho mọi người một cây ISO hạ tay, rồi sẵn gần gút nè. Đó. Thì cây này nó dài là 5m15 nha anh em, dài 5m15. Nặng là 220g, đọt 1 ly 4. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 3H, 3H rưỡi nha mọi người. Cây số 10 độ cứng ra tầm khoảng 3H, 3H rưỡi, vẫn có chụp đầu cần rõ ràng cho mọi người. Đọc nó đây. Rồi sẵn găng gút rồi. Rồi sẵn rất là ok nha mọi người. Cái này đẹp mà, cái này cũng tương đối đẹp. Đó, đọc con sẵn. Quá ok luôn. Rồi, thì cây số 10 giá công khai cũng là 600 nha anh em, 600 cộng ship cây số 10. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 lên cho người vẫn là cây ISO hạ tay. Thì cây này nó là nặng là 210g, độ 1 ly 4. Độ cứng cây này thì nó gây tầm khoảng, để em xem. À, cây này được độ là độ sợi ti tinh nè. Đó. Độ cứng ra tầm khoảng 3H nha nè, độ cứng ra tầm khoảng 3H. Dài 3m9, thu gọn là 103cm. Đó, cái số 11 giá là 400 nha mọi người. Đây, cái lịch độ là đọc sở thiết tinh nè. Đó. Phôi vẫn là phôi carbon. Đây, có xuất sắc nè. Đó. Cái này về anh em câu gô, câu giết, câu phi, thoải mái rồi. Đó. Rồi, giá công khai cây số 1 giá là 400 nhé. Tiếp theo cây 12. Thì cây 12 lên cho mọi người một cây súp. Cái này cây súp lở hạ tay luôn. Loại này về cho anh em đánh bạo lực. Thì cái này 25 dài 3m9. Thì nếu đo bằng H thì cái này nó rơi tầm khoảng chắc 10-20H đó. Rất là cứng nha mọi người. Đó. Đo bằng H thì rất là khó đo. Đọt thì cái này nó đọt nó bự quá nên không có dây chỉ đầu cần nha, giờ anh em tự đi giúp nha. Phôi là phôi carbon. Đó. Đây. Sẵn nha. Lóng chỉ đầu cần vẫn là đi rõ ràng như mọi người nè. Đó. Thì cái này nặng là 290g, đọt 2 ly 7. Giá công khai cây số 12, giá cũng là 600. Tiếp theo cây số 13. Cái 13 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Đây, tem nội địa nhé. Hàng Daiwa. Thì cái này nặng là 200g, đọt 1 ly 3. Dài là 4m65. Thì cái này đầu cứng ra tầm khoảng 2H đến 3H. Vẫn là đi keo đi chỉ đàng hoàng, độ nóng độ đo trọng cho mọi người.
đọt nó đây. Vẫn là sẵn nha nè, bột sẵn. Sẵn găng gút luôn rồi. Có xuất sắc nè, đó. Thì cái này được cái nào nó là khô cái đây qua nên rất là ok anh em. Khô giờ khô hai da này, cho anh em xem khô trong nè. Đó, rất là ok nha. Thì cái này giá công khai là 700 nha mọi người, 700 và cứng ra tầm khoảng 2H cử 3H, nặng 200g. Dài là 4m65. Tiếp theo cây số 14. Cây 14 lên cho mọi người một cây ISO hạ tay foil là foil carbon. Vẫn có độ độ chụp nè, đó. Độ bọc. Đọc nó đi mọi người. Đọc qua đọc carbon nè, đó. Rồi sẵn gần gút này. Bỏ sẵn như này. Có xuất sắc nè, đó. Càng có xuất sắc nè. Thì để xem cái này dài nhiêu. Cái này dài là 4m2, nặng là 130g, độc 1.6. Thì cái này nó độ cứng ra tầm khoảng 3H5 đến 3H5 nha mọi người. Đó, chia cho anh em câu gô, câu chép. Đó, rồi, giá công khai cây số 14, giá là 700. Tiếp theo cây số 15. 15 lên cho mọi người một cây ISO hạ tay, cây này của China sản xuất nè. Thì cái này dài là 5m37. Đọt 1.4, đọt cứng ra tầm khoảng 2H5 nha anh em, đọt cứng ra tầm khoảng 2H5, nặng là 260g. 2H5 thì anh em câu câu chép, câu phi là ok rồi. Đó. Được cái ngoại hình ok mọi người. Đi kẹo chỉ đầu lỏng hết. Anh em cứ cần báo mình tháo ra chụp cận cảnh cho mọi người xem từng lỏng nha. Đó. Clip thì chiếc này em quay sơ qua thôi. Đó. Nắm ở đây. Rồi. Thì cái này giá công khai cái số 15, giá cũng là 600 nha. Đọt dài 5m37. Tiếp theo cây số 16. Cây số 16 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Đây. Mercedes-Benz. À, một cái hàng bay qua thì cái này vẫn là cây ISO hạ tay luôn. Thì cái này dài là 4m95, đọt là 3H5, đọt của nó là 1.8, dài cứng là 3H5, thu nặng là 190g. Vẫn có độ đọt nó trọng hết nha mọi người, địa chỉ đập lỏng cho mọi người hết luôn. Ngọn của nó là ngọn carbon. À, foil foil carbon này, hàng này hàng đẩy qua của Nhật thì foil nó chắc còn gì bằng nữa. Rất là ok nha mọi người, được cái nó xuất sắc thôi. Đó. Về cái này về anh em có thể câu bạo lực nè, rất là ok luôn. Đó. Câu gô, câu giết, câu chép. Rồi giá công khai cây số điểm xem cây số máy. Giá công khai cây số 16, giá cũng là 700 nhé. Tiếp theo cây số 17. Cây 7 cũng là cây ISO hạ tay. Đây. Độ nút chụp. Đọt nó đây. Đọt cái này siêu mỏng nha. Mỏng mỏng thôi, độ cứng ra tầm khoảng 2H cử 3H nha mọi người. Thôi carbon sẵn. Cần xuất sắc. Ừ.
bên này, à, hồi sẵn ngăn gốc nhé. Thì cái này nó dài là 4m5, độ cứng ra tầm khoảng 2h/3h, đọt là 1 ly 7, rồi thu gọn nặng là 170g, giá công khai cây số 17, giá là 600 nhé, 600 cộng ship. Tiếp theo cây số 18, cây cuối cùng, cây 18 lên cho mọi người là một cây cần ISO hạ tay, cây này dài 4m3, độ cứng gần tầm khoảng 3h/4h, nặng là 210g, đọt 2 ly 1, phôi là phôi carbon sẵn. Đây rồi, sẵn nha mọi người. Sẵn gần guốc nè. Rất là ok nhé. Rồi, giá công khai cái số 18, giá là 600 nha, 600 cộng ship, độ cứng gờ tầm khoảng 3h/4h, nặng là dài là 4m3. Rồi, đã tổng cộng 18 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mà ưng cần nào chốt lên là số đội tự động liên hệ mọi người nhé. Thì mọi người có cần thì em báo em chụp cận cảnh từng cây cho mọi người xem nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.